sản phẩm mới, đó là bình xịt Duraco 1802. Bây giờ tôi sẽ cuối cùng xem những phụ kiện bên trong nó như thế nào. Khi cuối cùng bên trong thì ta sẽ có một tay bơm và cần nối tay bơm. Và đây là thân máy của Duraco 1802. Khi dỡ thùng ra thì ta sẽ có lọc ráp. Lọc ráp và nắp được có sợi dây giữ lại, tránh thất lạc trong quá trình cất giữ. Bên trong thì ta sẽ có cần nối và đầu thịt. Đây là dây xịt của máy. Bộ vét xịt, thanh gài và tay cầm. Đây là tay cầm. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp sản phẩm này. Đầu tiên thì ta sẽ lắp tay bơm vào trong thân máy. Chúng ta lắp bộ tay bơm bằng chốt gài này. Lắp tay bơm và cho chốt gài qua. Lắp cần nối tay bơm. Một đầu dài ta sẽ nối vào phía trên và dùng kim gài khóa lại. Đầu còn lại ta sẽ nối với tay bơm và ta cũng chà xài kim gài khóa. Tiếp theo là ta sẽ lắp dây xịt về phía trên đầu bít tông. Lắp tay bóp vào trong dây xịt. Tay bóp có thể bóp liên tục hoặc là bóp ngắt quãng bằng cách giữ thanh gài. Khi các bạn giữ thanh gài như thế này thì máy sẽ bơm liên tục. Và muốn bơm ngắt quãng các bạn có thể thả ra bình thường, dùng một tay bóp. Tiếp đến thì ta sẽ lắp cần xịt. Ta lắp vào tay bóp. Đây là đầu vét đi theo sẵn trong cần xịt. Nếu các bạn có muốn thay thế thì các bạn tùy mục đích sử dụng. Bạn có thể tháo ra và thay thế cái kiểu khác. Bây giờ tôi sẽ đeo lên lưng cho các bạn xem sản phẩm này. Khi các bạn không sử dụng thì các bạn có thể lắp
giữ tay tay bơm vào trong gần núi. Như vậy là tôi đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn lắp ráp bình xịt Duraco 1802. Nếu bạn có tâm đến sản phẩm này, hãy đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến tiếp cửa hàng xem sản phẩm tại 354 15 phường Võ Tạo Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.